Alo. Sao mà lấy mạng kém? À đây ạ. Tôi có ba. À, sao chúng nó cứ trêu anh trên mạng ấy? Nó ở cách nhà anh có một cây mà. Thật á? Cách nhà anh có một cây số thôi. Thì sao anh sao lúc ấy đấm anh bảo nghiêm mới tha cho anh? Ai anh bảo đi mới tha cho anh đâu, không phải anh nói câu đấy. À thế á, em lại thấy trên video có. Đánh đánh nó mà. À đây à. Lúc anh cầm gạch anh đánh à? Không, anh không gạch đâu. À đây à. Em tưởng anh cầm gạch. Không, anh tìm nó anh đánh nó thì sau lúc đấy anh chạy xuống anh lấy dao thì anh bị ngã mà. À thế à. Sau ngay lúc ấy nó về cả nhà nhà nó sang thì anh xin lỗi anh mà. À thế à. Ngay lúc quân ở trên đường về thôi. Quả kính anh quả kính gì đẹp đấy. Kính anh bình thường em ra anh nhà ở đâu? Em ở Tôn Thắng anh ơi. Tôn Thắng cùng Hà Nội với anh. À thế à, anh ở đâu? Anh ở Thanh Xuân. Ui thế à. Tôn Đức Thắng với Thanh Xuân đi có mấy phút. Thấy bọn trên mạng nó cứ trêu anh nhỉ. À đều kể. thế Mình giải thích làm gì à. À thế à. Anh bạn thân trường bún à? Anh trường bún à? Không, trường anh chỉ biết ở trên mạng thôi. À thế à. Em tưởng bạn thân anh trường bún. Ngoài đời thường nó khác với ở trên mạng á, nó khác nhau hoàn toàn. À thế à. Khét đấy. Thấy râm rộ đời Bùi Trung Hiếu nghe khét thật. Kể nó, kể À cho thế à. nó. Tức là mình, anh, ở trên mạng nó Anh khác. đợt này anh em thấy anh xoáng ngôi anh trường bún rồi đấy. Lên lên trang, trang mạng cho vui thôi. À đây. Vâng. Chứ còn thì cái công việc của mình ở ngoài ấy, mình phải lo làm, lo ăn, lo gia đình chứ mình À lên. đây. Mình tranh luận, mình giải thích với cái người ấy thật đi. À đây. Đợi anh đợi em tí, đợi em gọi lại anh tí. Em vào vào đợi em tí. Ok.